thoải mái cho gia đình của mình luôn ạ. Và chưa kể nha, chưa kể là có tới là khoảng là 3 tấm màn lọc ở xung quanh luôn, kết hợp cùng với lượng nước ở phía bên trong nè. Chúng ta có hai cái khay nước, đổ ở dưới cũng được, đổ ở trên cũng được, rồi được tặng thêm cả hai viên đá gel nha. Đá gel có tác dụng gì ạ? Sẽ giảm nhiệt độ phần nước ở phía bên trong nha. Cái lồng xoay á để có thể là lấy nước lên và cả lấy nước xuống thưa quý vị. Nó sẽ tác động vào trong những cái phần màn lọc đó mọi người nha. Chúng ta chia đôi nha. Một bên á là cái chế độ quạt bình thường. Đấy. Còn một bên là gì ạ? Một bên là chế độ làm mát lấy nước ở trong cái phần khay nước lên mọi người nha. Rồi, và ngoài ra thì còn có thêm một cái nút điều chỉnh là nút swing, có nghĩa là đảo chiều gió. Bây giờ Quang Quý ấn vào nè. Mọi người nhìn giúp Quang Quý ở đây nha. Nó sẽ có hai cái phần gọi là hai cái phần mà cánh quạt để chúng ta có thể đảo nè. Mọi người nhìn ở phía bên trong nha. Cái cánh quạt ở phía bên trong đang xoay qua trái, xoay qua phải, xoày từ từ, xoay đảo không khí lên khắp nơi ở trong gia đình của chúng ta luôn. Và ngoài ra chúng ta muốn đảo không khí lên xuống thì như thế nào ạ? Chúng ta sử dụng bàn tay của mình đấy, kéo lên, kéo xuống. Wow, đẹp quá Trình ha. Đúng rồi. Rồi cái phần mà chúng ta đổ nước vào thì như thế nào? Thưa quý vị, đổ nước vào thì chúng ta sẽ có ngay là một cái phần khay ở phía bên dưới mọi người nha. Đây, xoay ra cho mọi người thấy. Ở đây sẽ có một cái điều rất là hay luôn ạ. Đó chính là cái việc đó là cái khay này có lên tới là 30 lít là cái dung tích của nó nha. Wow. Đó, bây giờ Quang Quý rất mở ra nè. Đó, rất là thoải mái cho gia đình của mình luôn mọi người nha. Chúng ta chỉ cần là đổ nước vào ở phía bên trong thôi. Đó, và chúng ta chỉ cần đẩy lại như đẩy vậy lại thôi. Đó, rồi. Chúng ta chỉ cần gắn lại. Thời sao ạ? Nó linh hoạt cho mình rất là nhiều luôn trong việc di chuyển từ phòng này sang phòng khác. Nhiều khi đó quý, nhà mình chỉ cần sắm từ 1 đến 2 cái máy làm mát Misho này thôi là dùng được cho tất cả các không gian phòng luôn. Và nói chi nữa tới Misho nữa quý vị. Misho là một thương hiệu được bảo hộ tại Nhật Bản mọi người nha. Và Misho, nếu mà mọi người chúng ta theo dõi trên VTV Hyundai đi, có rất là những dòng sản phẩm phải nói là cực kỳ uy tín luôn ạ. Và đây đã thiết kế rất là tiện lợi cho gia đình của mình rồi, không có ngại cái chuyện là nửa đêm đang ngủ cái tự nhiên cái hết nước đó. Xong mình phải thức dậy mình đi chăm nước ở phía bên trong. Mình chăm á nha, nhiều khi mình chăm ở dưới rồi bây giờ cái này á mình chăm ở trên được luôn. Kết hợp cùng với hai viên đá gel làm quà tặng nữa để có thể là giảm cái nhiệt độ nước xuống nè. Từ đó không khí của chúng ta sẽ mát lành hơn rất là nhiều tới Trình ha. Chính xác rồi quý vị ạ. Và nếu như quý vị nào mà chúng ta đang đắn đo ngay bây giờ đó thì mình đừng có chờ đợi nữa nha. Bởi vì mình đang theo dõi chương trình này, chương trình đặc biệt nha quý vị. Nhà mình siêu mát mà quý vị. Cho nên là chỉ có 100 đơn đặt hàng đầu tiên thôi thì mới có được nhiều ưu đãi đi kèm với quà tặng ra về cho nhà mình nha. Đúng rồi đó quý vị.